Xin chào tất cả các bạn, đây là chương trình live stream buổi trưa ngày 25 tháng 3 năm 2022 Ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều những cái nội dung Nội dung đầu tiên là mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất liên quan đến tình hình chấn thương của đội Thứ hai là tình hình nhân sự của chúng ta sẽ di chuyển sang Nhật Bản Và thứ ba là chúng ta sẽ nhìn cận cảnh Cái chỉ số thi đấu của các cầu thủ Việt Nam của chúng ta trong trận đấu với Oman ngày hôm qua Xem xem là các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu như thế nào À, khả năng tạt bóng khả năng qua người khả năng sút bóng rồi rất là nhiều những cái uh, thông tin uh, về thống kê mà hôm nay chúng ta sẽ nhìn một cách cận cảnh nhất. Trước khi uh, vào chương trình ngày hôm nay thì uh, Minh Hải xin phép các bạn là chia sẻ với các bạn một cái thông tin không được vui lắm của thể thao Việt Nam. Thực sự là đây là một cái thông tin mà mình cũng mới nhận được từ một người anh uh, đó là nhà báo Doãn Hữu Bình. Anh Đoàn Quỳnh thì vừa mới thông tin cho mình là vừa mới thông tin cho mọi người và mình đọc được ở trên đó là Kình ngư Nguyễn Hữu Việt, người mà vẫn được chúng ta gọi là hoàng tử ếch đã vừa mất vào sáng ngày hôm nay. Nguyễn Hữu Việt thì uh, sinh năm 1988 tại Hải Phòng là vận động viên cực kỳ xuất sắc ở bộ môn bơi của Việt Nam của chúng ta. Trước thế hệ của những của những uh, vận động viên như là Hoàng Quý Phước. Bởi vì anh ấy uh, rất là hay ở nội dung bơi ếch cho nên là Nguyễn Hữu Việt đã được gọi là hoàng tử ếch Trong sự nghiệp của mình thì bạn ấy cũng đã rất nhiều lần Có được những cái thành công Có lẽ là đầu tiên chúng ta phải nói đến SEA Games năm 2005 Thì uh, Tại Philippines, Nguyễn Hữu Việt đã lần đầu tiên Lên ngôi ở cự li là 100m bơi ếch Với thành tích là 1 phút 03 giây 80 Đấy Và đây cũng là Cái tấm huy chương vàng C game đầu tiên ở bộ môn bơi ếch kể từ năm 1959 thuộc về kinh ngư Phan kế nhân. Đến năm 2009 tại Lào, tức là C game 25 thì Nguyễn Hữu Việt cũng lại có được một cái thành tích rất là tuyệt vời. Bạn đấy đã lập được một cái kỷ lục đó là 1 phút 01 giây 60 và cũng giành tấm huy chương vàng ở cự ly 100m tại C game theo như thông tin được cung cấp bởi nhà báo Doãn Hữu Bình thì uh, Hoàng Tử Ếch Nguyễn Hữu Việt của chúng ta đã cũng là vận động viên tiêu biểu số 1 của năm 2005 đã ra đi vào sáng ngày hôm nay vì đột quỵ. Ngày hôm qua thì Hữu Việt vẫn còn có mặt ở trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển bóng đá. Thật sự là Vlog Minh Hải cũng như là các khán giả xin được gửi lời uh, chia buồn. Thành kính phân ưu đến gia đình của Hoàng tử Ích với nữ Việt. Đây phải nói là một cái mất mát vô cùng to lớn của thể thao Việt Nam. Chúng ta sẽ chuyển sang câu chuyện liên quan đến bóng đá. Thực sự là ngày hôm nay là một ngày rất là buồn. Sáng ra đã nhận được rất là nhiều những thông tin nó không mấy tích cực rồi. À, bóng đá của chúng ta thì thua và đã bị tụt một hạng. Chúng ta trước trận đấu với Oman thì chúng ta đứng thứ vị trí thứ 98. Nhưng mà sau trận đấu với Oman thì chúng ta đã bị mất đến hơn chục điểm và khả năng rất là cao là chúng ta sẽ rơi vào vị trí thứ 99. Và nếu như tiếp tục thua trận đấu với Nhật Bản thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị văng ra khỏi top 100. Ở vị trí thứ 100 thì vẫn không gọi là trong top 100 đúng không? Từ 99, từ 1 đến 99 thì là trong top 100. Đó thì uh, chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn cũng hiểu thêm. Rồi uh, các cầu thủ của chúng ta thì như các bạn đã biết những cầu thủ dính COVID thì không thể nào di chuyển sang Nhật Bản được rồi. Và huấn luyện viên Park Seo đã quyết định là đưa chỉ 21 cầu thủ lên đường thôi. Ngày hôm qua chúng ta có 23 người thì vậy hai người bị loại là ai? Thì xin được chia sẻ luôn một là Nguyễn Thành Trung, trung vệ Nguyễn Thành Trung đã nhận hai đủ hai thẻ sẽ không đi được. Thứ hai nữa là sáng ngày hôm nay thì huấn luyện viên Seo đã họp và đưa ra một quyết định đó là không đăng ký thủ môn Vũ Tuyên Quang lên đường sang Nhật Bản mà chúng ta sẽ triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm và sẽ Đặng Văn Lâm sẽ có một cái cái cái, cái, cái đợt tập trung khá là đặc biệt đó là tập trung ngay trên đất Nhật nơi mà anh ấy đang thi đấu. Và một cái thông tin rất là vui nữa là trường hợp của Tiến Linh một cái thông tin vui hiếm hoi đó là Tiến Linh ngày hôm qua sau khi bạn ấy phải rời sân thì đã được đưa đi đến phòng chụp MRI Bạn ấy đã chụp MRI và thực sự là ngày hôm qua tất cả mọi người đều cảm thấy rất là lo lắng Gia đình nhà Tiến Linh cũng đến tận khách sạn và chờ đợi chỉ đến khi có kết quả rồi thì mới về Tiến Linh được các bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương Cả một chút liên quan đến cái mu bàn chân, cả một chút liên quan đến cái cơ háng Nhưng mà sẽ không quá nặng bởi vì thực sự bình thường ra thì có lẽ là nên để cho Tiến Linh nghỉ Nhưng mà bây giờ trong cái bối cảnh chúng ta chả có ai cả Cho nên là thiếu người quá Huấn viên Park Hang Seo bắt buộc phải đăng ký à, Kế hoạch là chúng ta sẽ di chuyển hai chặng Bay một phát vào thành phố Hồ Chí Minh và nối chuyến đi Nhật Bản Và chúng ta sẽ đi vào lúc 20 giờ à, Thực sự là đối với mình thì có quá nhiều những cái để chia sẻ ngày hôm nay và thể theo yêu cầu của các bạn thì hôm qua có một bạn có nói với mình là anh tại sao không chia sẻ cái chỉ số của sofa score kỹ giống như những lần trước anh đã từng chia sẻ mà tại sao anh chỉ đọc điểm thôi thì mình xin được nói luôn với các bạn là ngày hôm qua nói gì thì nói chúng ta cũng đang có một cái nỗi buồn rất là lớn và minh hải thì không muốn để các bạn buồn thêm cho nên là hôm nay xin phép các bạn mình sẽ đưa ra những cái đánh giá và chúng ta cũng sẽ tính điểm cho các cầu thủ của Việt Nam. Đây là cái điểm số mà Sofa Score chấm. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Quang Hải thì được 7,2. Đấy, chúng ta nhìn thấy Quang Hải được 7,2 Bởi vì ở dưới này nó có một cái quảng cáo về betting Cho nên là mình xin phép các bạn là mình sẽ 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 Che nó đi Bây giờ chúng ta sẽ đi từ hàng à, thủ Đây à, thủ môn à, Trần Nguyên Mạnh của chúng ta là được chấm 6,7 điểm Số phút thi đấu là 90 Có hai tình huống cứu thua Đấy và ở đây thì chúng ta cũng biết rồi à, Trong vòng cấm là một này à, Số lần chạm bóng là 30 này Chỉ số à, truyền chính xác của bạn đấy Là 15 trên 22 Tức là tổng cộng là có 22 đường truyền Thì có 15 đường truyền chính xác đây cũng bị coi là một chỉ số thấp Với các thủ môn như này là, là rất là không an toàn Bởi vì là nếu bình thường ra ấy, thì nó phải rơi vào con số trên 80 Bởi vì là các thủ môn thì phần lớn là chuyến ngắn Nhưng mà đây có thể là người ta tính cả những cái đường phát bóng của Trần Nguyên Mạnh Đó, à, những đường bóng dài của bạn đấy đây Là 17 và chính xác 10 Thì Trần Nguyên Mạnh như này là mình đã thấy là rất là ổn rồi ở hàng phòng ngự chúng ta thì tốt nhất là Bùi Hoàng Việt Anh là 7.0 là 7 điểm. À, số phút thi đấu là 85, không bàn thắng, không kiến tạo. Đấy, số lần giải vây là 5, số lần chặn những cú sút là 2. Đấy và ở đây thì có khá là nhiều những cái những cái chỉ số, ví dụ như là bạn đấy rất là mạnh trong những tình huống tranh chấp bóng bổng. Cho nên là ở đây tranh chấp bóng sệt thì bạn đấy đang là không Không có tình huống tranh chấp chết, chết chấp bóng sệt và cũng không có trường hợp toàn thành công Trường hợp tranh chấp bóng bổng thì bạn ấy có 6 lần tranh chấp bóng bổng và bạn ấy có 4 lần thành công Và Bùi Hoàng Việt Anh thì mất bóng 12 lần Tổng số điểm chạm là 37 Số lần chạm bóng chính xác là 16 Đấy và đạt chỉ số chỉ là 59% thôi Chúng ta cái chỉ số của chúng ta nó khá là thấp à, Cú sút trạch khung thành là một Chúng ta sẽ nhìn đến Quế Ngọc Hải Phạm vi hoạt động của Quế Ngọc Hải chúng ta nhìn thấy rất là rộng Gần như là ở một nửa sân nhà Số phút thi đấu là 90 Không bàn thắng không kiến tạo Số lần giải vây là 3 à, Can thiệp 1 Một lần tắc linh tức là một lần soạc bóng bạn ấy có hai lần tranh chấp bóng ở dưới đất tháng 1 có 5 lần tranh chấp bóng bổng tháng 4 số lần mất bóng là 11 một lần phạm lỗi tổng số những cái pha chạm bóng là 39 có 22 đường truyền chính xác trong tổng số 31 đường truyền và ở đây là chiếm 71% bạn ấy có một đường tạt và không chính xác bóng dài 8 và chính xác 3 có một cú sút bị chặn lại ở đây Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Trung ngày hôm qua có lẽ là cầu thủ cùng với Tuấn Hải và Vũ Văn Thanh là những cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất. Thi đấu 90 phút, có 3 tình huống giải vây, 1 tình huống can thiệp, 1 tình huống soạt, 2 pha bị đột phá qua, 6 lần tranh chấp bóng xệt và 2 lần chiến thắng, 2 lần tranh chấp bóng bổng, 1 lần chiến thắng. Số lần mất bóng của bạn đấy là 4 và số lần phạm lỗi là 2 số lần bị phạm lỗi là một tổng số 49 lần chạm bóng và có 42 đường truyền và 38 trong số đó thành công chiếm 90 à, tỷ lệ truyền bóng của Thành Trung thành công là rất là chuẩn à, tình huống bóng dài của của Thành Trung là 11 và chính xác 8 mình nghĩ là đây là những chỉ số rất là tốt của một trung vệ Chúng ta sẽ thấy Vũ Văn Thanh Vũ Văn Thanh điểm chấm là 6,5 Số phút thi đấu 76 Số lần số lần chạm bóng là 56 Có 26 đường truyền chính xác Trong tổng số 33 vợ tình huống Chiếm 79% Không có key pass nào Số lần tạt bóng của Vũ Văn Thanh là 4 Và không có lần nào chính xác Đây có lẽ là một cái chỉ số Không được tốt lắm với một hậu vệ biên Một cầu thủ mà thường xuyên chơi dâng cao à, Bóng dài của bạn đấy là 3 không có à, có hai lần truyền dài chính xác như vậy là ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái chỉ số của văn thanh mình nghĩ là sẽ không tốt lắm đấy là tỷ số những đường tạt bóng bạn ấy tạt bóng 4 lần mà không chính xác lần nào hồ tấn tài thì sao hồ tấn tài thì hoạt động hoàn toàn bên mép bên phải đấy, số phút thi đấu là 90 không bàn thắng không kiến tạo 54 lần chạm bóng 20 20 lần truyền chính xác trong tổng số 30 lần à, Bạn này có một keypad Như vậy là nếu mà xét về chỉ số keypad Thì là Hồ Tấn Tài là cao nhất trong hàng phòng ngự à, Số lần tạt bóng là 3 và chính xác có 1 Số lần bóng dài là 7 và chính xác được 3 Còn lại tất cả những chỉ số khác đều khá là thấp à, 19 lần mất bóng có 4 lần tranh chấp bóng xệt có 2 lần thành công, 6 lần tranh chấp bóng bổng, 4 lần thành công. Ở đây mình cho là Tuấn Tài ở cái vị trí chấp nhận được. Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ nói là đội của chúng ta vì sao lại chơi như vậy. Tuấn Anh chơi chỉ có 45 phút thôi về cái thể lực thì có lẽ là kể từ năm 2021 đến bây giờ thì chỉ có duy nhất một trận đấu mà Tuấn Anh chơi đủ 90 phút. Đó là trận đấu với Malaysia, còn lại thì nó cũng chỉ quanh quẩn từ phút thứ 45 đến phút thứ 65 đây là một cái chỉ số về thể lực mình nghĩ là không ổn. Huấn viên Park Hang-seo cũng như là Tuấn Anh chắc chắn là phải có một cái cách nào đấy để tăng cường cái thể lực cho Tuấn Anh lên. Tuấn Anh không bàn thắng không kiến tạo, số lần số lần chạm bóng là 25, 13 lần truyền chính xác trong tổng số 16 lần chiếm 81%. Không key pass, không đường tạt, bóng dài 3 chính xác cả ba. Đây là một cái chỉ số rất là tốt với những cầu thủ mà cần chuyển cần một cái tốc độ chuyển từ phòng ngự sang tấn công không uh, cú sút trúng đích không cú sút chọc trịch đích và cũng không có cú sút nào bị ngăn lại bạn đấy có một lần đột phá nhưng mà không thành công có 7 lần tranh chấp bóng sệt thì thắng 3 không lần tranh chấp bóng sút bổng nào số lần mất bóng chỉ có 5 thôi và tuấn anh ngày hôm qua là người mất bóng ít nhất và có lẽ cũng bởi bạn ấy thi đấu ít nhất đấy là tuấn anh hùng dũng thì sao hùng dũng thi đấu 90 phút không bàn thắng, không kiến tạo, có 45 điểm chạm và 24 đường truyền thành công trong tổng số 31 đường. Có một key Đấy, bạn ấy tạt hai lần chính xác một, bóng dài 3, chính xác 2. Một lần sút trúng không thành. Đấy và có một lần đột phá nhưng không thành công. Có 5 lần tranh chấp bóng sệt thắng 3, một lần tranh chấp bóng bổng và trượt mất bóng 11 lần, một lần phạm lỗi và một lần bị phạm lỗi. Đấy, bạn ấy cũng can thiệp và và cũng đã soạt được hai tình huống. Thì chúng ta thấy là ở đây là có Hùng Dũng là rất là tốt. Tiến Linh chơi 54 phút trước khi bị chấn thương, không bàn thắng, không kiến tạo, không cú sút trúng đích, không cú sút chạy đích và một cú sút bị ngăn cản. Thì đây là một chỉ số không được tốt với một tiền đạo. 54 phút trên sân mà không có cú sút nào trúng khung thành thì cũng hơi có một chút vấn đề. Và trong cả 54 phút có mặt trên sân thì bạn ấy chỉ sút có đúng một lần Và đấy là tình huống bị ngăn lại <laughs> Một lần đột phá nhưng không thành công Số lần chạm bóng 18 Số lần truyền bóng chính xác là 9 trên 12 Chiếm 75% có một keypad. Đấy, Như vậy là chúng ta nhìn thấy ở đây ấy là hàng tiền đạo của chúng ta rất là đói bóng Cả 54 phút mà bạn ấy chỉ có 18 lần chạm bóng thôi đấy, Và với 9 lần truyền chính xác trên 12 lần Tức là tổng cộng bạn ấy cầm cầm bóng là 18 lần nhưng mà chỉ có 12 lần bạn ấy chuyển bóng thôi. Trong đó cộng thêm một cú sút nữa thì là 13. 13 thì tổng cộng là bạn ấy còn 5 tình huống là bạn ấy gần như là nhấp và mất bóng. Đó thì chúng ta thấy đây bạn ấy mất bóng đến 6 lần này. Đây là một cái chỉ số không 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 ổn lắm về mặt hệ thống bởi vì là chúng ta đã không luân chuyển bóng được lên cho các tiền đạo. Phạm Tuấn Hải có lẽ là còn đuối hơn là chơi 85 phút không bàn thắng, không có kiến tạo, không cú sút nào trúng đích. Có một sút cú sút trượt đích chính là cái pha mà Hùng Dũng truyền bóng xuống. Có một tình huống sút là bị ngăn lại. Một lần đột phá nhưng không thành công. Bạn ấy chơi 85 phút nhưng mà chỉ có 23 lần chạm bóng thôi. Và có 12 tình huống truyền bóng và chính xác cả 12. Đây là một chỉ số cực kỳ quan trọng của Tuấn Hải. Tức là Tuấn Hải là người giữ bóng rất là tốt và triển khai rất là tốt, không không có lần nào bị mất bóng theo cái kiểu là truyền hỏng cả. Thế là chúng ta thấy là cũng rất là may và có 5 lần bạn ấy bị mất bóng. Bạn ấy truyền thì hoàn toàn chính xác nhưng mà mất bóng. Có 5 lần mất bóng. Đây là cái chỉ số rất là tốt của một người mà nếu mà chúng ta muốn có một cái thế trận kiểm soát bóng. Quang Hải đương nhiên là cầu thủ hay nhất rồi Chơi 90 phút không bàn thắng không kiến tạo Có hai cú sút trạch đích Và ngày hôm qua à, có hai cú sút trúng đích Và đều bị thủ môn hóa giải Quang Hải mà sút thì chỉ có thủ môn đỡ thôi Chứ không có ai à, Thứ nhất là không trạch cột Và thứ hai là không có cầu thủ nào ngăn cản. À, cả trận đấu thì Quang Hải không có pha đột phá nào à, Quang Hải có tổng cộng là 44 lần Là chạm bóng Có 22 đường truyền chính xác Trong tổng số 29 đường chiếm 76 thành công, 76% số lượng đường truyền thành công. Bạn ấy có một key có 6 tình huống mà có bảy có 7 tình huống Truyền bóng dài thì 5 lần chính xác, có 4 lần tranh chấp bóng sệt thì hai lần thành công, không có tình huống bóng bổng nào. Hoàng Hải cũng đã mất bóng đến tận 17 lần, một lần bị phạm lỗi. Chúng ta có thể nhìn vào những cầu thủ thay người. Ở đây có Hà Đức Trinh Hà Đức Trinh thi đấu 10 phút không bàn thắng, không kiến tạo, không cú sút trúng đích, không cú sút trạch đích và cũng không cú sút bị ngăn cản. Không có pha đột phá nào. Bạn ấy vào sân 10 phút chỉ có 3 lần chạm bóng, truyền bóng chính xác 1/3. tức là có 3 lần, có 3 lần truyền thì một lần thành công. Tất cả mọi chỉ số đều bằng 0 hết, có 2 lần mất bóng. Như vậy là tình huống này chúng ta có thể khẳng định là huấn viên Park Hang-seo đưa Hà Đức Trinh vào không giải quyết được vấn đề gì cả. Có thể là bạn ấy bị vào quá muộn và cũng không được dồn bóng. Đấy, chúng ta nhìn thấy những cái chỉ số về những cầu thủ thay người của chúng ta thực sự là là rất là đuối. Thanh Bình vào sân thay cho Bùi Hoàng Việt Anh cũng 10 phút. Đấy, không bàn thắng, không kiến tạo là đương nhiên rồi, có hai lần à, giải vây. Không có ngăn cản cú sút nào, không có tình huống xoạc, không có tình huống đột phá, không có tình huống nào tranh chấp bóng sệt, tranh chấp bóng bổng một lần và thua, một lần mất bóng. Chúng ta thấy các chỉ số của các cầu thủ của chúng ta vào sân thay người Thực sự là Khá là đuối Đây Lê Văn Xuân vào 14 phút không bàn thắng không kiến tạo là đương nhiên Đúng không ạ? Không cản phá không uh, Không che trắng. Đấy, Không can thiệp Có một lần soạt Không có pha đột phá nào có hai lần tranh cướp bóng xệt Một lần thành công một lần tranh cướp bóng bổng và Và thất bại Có 4 lần bị mất bóng đấy chúng ta nhìn thấy ở đây thì không những cái chỉ số của những cầu thủ vào sân thay người của chúng ta đều rất là đuối đây có văn toàn thì có thể là cao hơn 36 phút có một lần đột phá không thành công 10 lần 18 lần chạm có 8 lần truyền bóng chính xác trong 9 lần và chiếm đến 89 phần một chỉ số rất là cao một lần tạt bóng không chính xác không có tình huống bóng dài nào 5 lần tranh cướp bóng sệt thành công 3 hai lần tranh cướp bóng bổng thành công 1 bốn lần mất bóng hai lần bị phạm lỗi một lần bị việt vị đấy thì chúng ta thấy là ở đây là nếu mà thay người thì có lẽ là chỉ có văn toàn và công phượng tốt thôi công phượng thi đấu 45 phút kể từ khi thay tuấn anh ở phút ở hiệp 2 có 30 lần chạm bóng đương nhiên là không đây là công phượng không cú sút trúng đích không cú sút trạch đích thực ra là có một được quả đá phạt trạch đích đúng không thì đấy, một cú phạt trực đích, không có cú sút nào bị ngăn cản, không có tình huống đột phá nào. 30 lần chạm bóng, 15 lần à uh, bóng, chính xác 10 lần chiếm 67%, có một key pass. Đấy. À uh, tạt bóng năm 7 lần, chính xác 2 không có đường bóng dài nào. Một lần tranh cướp bóng xệt thắng. Một lần tranh cướp bóng bổng, thắng. 14 lần mất bóng, một lần bị phạm lỗi đấy thì uh, minh hải đã đưa cho các bạn những cái chỉ số liên quan đến uh, chỉ số thi đấu các cầu thủ việt nam cho chúng ta trong trận đấu vừa rồi thì uh, có những điều mà chúng ta rút ra được một là bóng lên cho hàng công quá ít cho nên là những cầu thủ như là tiến linh hay là phạm tuấn hải gần như là trong trạng thái đói bóng bạn ấy phải lui về nhiều tức là cái tỷ lệ tranh chấp cũng như là tỷ lệ chạm bóng của các bạn ấy là rất là ít cho nên là các bạn ấy thường rơi vào cái trạng thái không tải cái thứ hai nữa là những cầu thủ vào sân thay người của chúng ta. Thì một là cái số thời gian các bạn ấy thi đấu nó quá ngắn. Thứ hai nữa là chúng ta cũng nhìn thấy là cái hiệu suất hoạt động của các bạn ấy là không cao. Đấy, và chỉ có Công Phượng và Văn Toàn là có thể tạo ra được những cái những cái à, tình huống tức là chúng ta giành được những quả đá phạt. Cả năm cầu thủ của chúng ta được vào sân thay người thì đều không có một cú sút nào trúng đích đấy là một cái chỉ số mà mình nghĩ là nó khá là khá là đáng báo động tất nhiên là huấn viên Pang Sơ ngày hôm qua thì có chia sẻ là Âm muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho sea games đấy là lý do vì sao Bùi Hoàng Việt Anh đá trong đội hình chính sau đó là thay Thanh Bình vào sau đó là thay Lê Văn Xuân vào thì mình nghĩ là đấy cũng là một cái yếu tố rất là bình thường thôi đúng không huấn luyện viên người ta tính toán như thế nào người ta đầu tư như thế nào đấy là việc của các huấn luyện viên còn chúng ta nhìn thấy thực thể của trận đấu ngày hôm qua là tất cả các chỉ số của chúng ta ngày hôm qua đều rất kém chúng ta có thể cầm bóng nhiều chúng ta có thể nhưng mà cũng mất bóng cũng rất là nhiều à, các hậu vệ biên của chúng ta lên thì tạt bóng rất là không chuẩn bao gồm cả văn thanh lẫn tấn tài rồi hàng công của chúng ta rơi vào trạng thái đói bóng hàng tiền vệ của chúng ta hoạt động không mấy hiệu quả vì là rất ít key pass không tức là không có kiến tạo không có bàn thắng và key pass cũng rất là ít những cái đường truyền quan trọng mở ra cái hướng tấn công chúng ta cũng rất là ít. Đấy thì uh, chia sẻ với các bạn như thế về cái chỉ số. Bây giờ thì uh, mình xin phép các bạn là sẽ nói một chút liên quan đến cái mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà quyết tâm đưa các cầu thủ Việt Nam vào vòng loại thứ ba. Thì uh, trong một lần bọn mình có phỏng vấn huấn luyện viên Park Hang-seo, thì ông nói rằng là cái vòng loại World Cup thứ ba mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì sau khi tìm hiểu thì ông biết được rằng là người dân Việt Nam của chúng ta yêu bóng đá và rất khát khao vào World Cup. Cho nên là đây sẽ là bước đi đầu tiên của chúng ta để xem là chúng ta đang ở đâu trên bản đồ của bóng đá Việt Nam. Và nếu như tới đây chúng ta có 8 đội bóng được lọt vào vòng chung kết World Cup thì đương nhiên là Việt Nam của chúng ta nếu như vẫn với trình độ như này thì không thể. Và mình sợ rằng tới đây càng ngày thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ càng gặp khó khăn nhiều hơn khi các cầu thủ của chúng ta có thể là sẽ gặp những cái chấn thương hoặc thể lực bị xuyên bị uh, suy giảm nó sẽ rất là nhiều vấn đề bây giờ thì chắc chắn luôn là chúng ta đang đứng ở vị trí hạng bét trong số tất cả những đội bóng vào vòng loại thứ ba nhưng huấn viên Park Hang Seo đã từng nói một câu là đấy chính là cái thước đo cho chúng ta để chúng ta biết là bóng đá Việt Nam đang ở đâu và chúng ta có nên tiếp tục đặt mục tiêu đấy hay không thì nếu đặt mục tiêu đấy thì phải có hai vấn đề một là chúng ta phải cải tạo lại hệ thống của bóng đá Việt Nam bao gồm lịch thi đấu bao gồm công tác đào tạo trẻ bao gồm giải vô quốc gia thứ hai là chúng ta phải nâng cấp các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia hiện tại à, nâng cấp thì có rất là nhiều cách một là đưa cầu thủ ra nước ngoài hai là kéo những cầu thủ Việt kiều về và thứ ba là câu chuyện liên quan đến các kế hoạch các chiến lược để chúng ta chuẩn bị ví dụ như là tập huấn như thế nào thi đấu À, ra làm sao tập huấn nước ngoài chúng ta phải thi đấu cọ sát với những đối thủ mạnh hơn đấy cũng là một cái yếu tố và cái tư duy của mình ấy là chúng ta chấp nhận là chúng ta thua những cái trận đấu mang tính cọ sát nhưng chúng ta sẽ thắng và chúng ta học được rất nhiều điều để thắng trong những trận đấu quan trọng Nhật Bản cũng như rất là nhiều những quốc gia khác ở những cái giải trẻ hoặc gì đó họ rất là hay đưa những cầu thủ ít tuổi hơn nhiều thậm chí là ba bốn tuổi để tham dự những cái giải đấu đó giúp cho các cầu thủ có thêm cơ hội cọ sát vì cái kinh nghiệm thực chiến là điều quan trọng nhất trong bóng đá chúng ta có thể có thấy rất là nhiều người tâng bóng rất là hay gặp những đối thủ yếu họ có thể là vẽ vời họ có thể thể hiện được rất nhiều điều nhưng khi vào những trận đấu căng thẳng thì đấy chúng ta nhìn thấy không phải là tự nhiên mà mình chia sẻ với các bạn các chỉ số và từ các chỉ số đấy thì chúng ta sẽ biết được chúng ta chơi như thế nào à, với những cái khu vực mà chúng ta cần có sự an toàn thì các cầu thủ của chúng ta tỷ lệ truyền hỏng vẫn còn khá cao những cái vị trí mà chúng ta cần có những sự đột biến cần cái cách mà chúng ta tạo ra một thế trận khi cần chúng ta mở ra tấn công chúng ta cần có chỉ số keypad khi cần chúng ta à, thu hồi bóng thì chúng ta có chỉ số liên quan đến phòng ngự thì tất cả những cái này ở tuyến tiền vệ của chúng ta đều ở cái mức độ cực kỳ bình thường và trận đấu này thì đúng chúng ta nhìn thấy thiếu rất nhiều và yếu tố liên quan đến thể lực cũng là một vấn đề nữa mà chúng ta cần phải À, theo dõi. Bởi vì sao? Bởi vì là huấn luyện viên Park Hang-seo có cái chỉ số liên quan đến cái cái hiệu quả hoạt động tính theo thời gian. Ví dụ như là trong 45 phút đầu chúng ta chơi rất là tốt, đấy, thể lực chúng ta rất là ok. Đấy, nhưng mà cứ đến phút thứ 70 là bắt đầu mọi thứ bắt đầu đi xuống. Thì đấy chính là yếu tố mà rất nguy hiểm. Ở đội tuyển quốc gia, ví dụ như là trường hợp của Tuấn Anh là trường hợp mà chúng ta cần phải xem xét một cách đặc biệt về vấn đề thể lực. Ai cũng biết Tuấn Anh là một cầu thủ rất là khéo là một cầu thủ thoát pressing cực kỳ hay, là một cầu thủ mà có thể kiểm soát bóng rất tốt, phối hợp cực kỳ hay với những vệ tinh như là Quang Hải hay là Hùng Dũng. Nhưng mà cái nhược điểm rất lớn của bạn đấy là liên quan đến thể lực. À, vì sao Tuấn Anh chỉ chơi được có 45 phút thôi? Thì chúng ta biết là thể lực của Tuấn Anh nó vốn là vấn đề từ ngày xưa rồi. Thứ hai nữa là bạn ấy hoạt động tích cực quá. Cho nên là cái thể lực nó bị bào mòn nhanh và nó không hồi kịp. Cho nên là huấn luyện viên Park Seo đã buộc phải thay Thứ hai nữa là huấn luyện viên Park đã nhìn thấy trong hiệp 1 là chúng ta không có khả năng làm bóng. Đấy, cho nên là đã cuối cùng đã phải đưa công phượng vào và chấp nhận cái việc là kéo Quang Hải về lùi hơn một chút. Kéo Quang Hải về lùi hơn một chút tức là Quang Hải sẽ đá xa không thành hơn, xa không thành đội bạn hơn và như thế có nghĩa là cái sức sát thương của Quang Hải nó sẽ giảm đi một chút. Nhưng bù lại là chúng ta sẽ có ba mũi giáp công là có Hùng Dũng, có Quang Hải và ở bên trên là có công phượng và thực tế sau khi chúng ta đưa thêm văn toàn vào nữa thì cái thế trận tấn công của chúng ta tốt hơn tạo ra nhiều cơ hội hơn đặc biệt là những tình huống cố định thì ở đây chúng ta sẽ nhìn nhận dưới cái góc độ là những con số nó sẽ biểu thị cái những cái chỉ số nó sẽ biểu thị cái màn trình diễn và nó cũng sẽ giúp chúng ta nói lên cái vấn đề của đội tuyển Việt Nam và mình cho rằng đây hoàn toàn là vấn đề liên quan đến đẳng cấp của một nền bóng đá chứ các cầu thủ của chúng ta chê trách thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì à nhiều người à, từ ngày hôm qua giờ mình đọc khá nhiều những cái tin nhắn của các bạn à, các bạn nói là huấn luyện viên park hang seo đã hết phép rồi à, và nhiều người cũng nói là ông hơi bị có một chút gì đấy bảo thủ vì đã không đưa những cầu thủ mới vào trong đấy có smith thì à, mình cho rằng là mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau ông thế huấn luyện viên park hang seo mong muốn là sẽ cho các cầu thủ đang ở tuổi sea games cọ sát thì mình nghĩ đấy cũng có hợp lý cái thứ hai là các cầu thủ đấy chúng ta nhìn thấy rất là rõ các hậu vệ biên lên tạt bóng thì bốn quả không có quả nào chính xác cả đấy rõ ràng là một vấn đề và huấn luyện viên park hang seo mình nghĩ là cũng đầu hàng với cái vấn đề đó bởi vì là khi các cầu thủ của chúng ta bị suy giảm về mặt phong độ thì các huấn luyện viên cũng đành phải chịu họ có thể vạch ra được những cái chiến lược họ có thể vạch ra được những cái chiến thuật nhưng cần có người để xử lý chứ không hề đơn giản một tí nào đó đó là những cái mà mình chia sẻ với các bạn mình thì rất là ủng hộ huấn viên Park Hang-seo về cái chiến lược uh, liên quan đến vòng loại thứ ba World Cup chúng ta có thể chỉ dừng lại ở ba điểm thôi nhưng mà một chiến thắng ở vòng loại thứ ba nó là viên gạch đầu tiên để chúng ta xây lên một con đường đến với World Cup ngày hôm qua chắc là chúng ta cũng xem uh, trận đội tuyển Ý đúng không ạ đấy đương kim vô địch châu âu đấy nhưng mà cuối cùng là cũng vắng mặt tại world cup à, mà không phải là một lần mà lần thứ hai liên tiếp rồi 8 năm liền nó đánh đổi bằng một thế hệ những cầu thủ giỏi nhất Jorginho à, cũng đã từng lên báo và nói rằng là tôi sẽ ám ảnh hai quả phạt đền không thành công ở vòng loại đến suốt cuộc đời của mình các bạn ngay cả một ông vua của châu âu đấy, đương kim vô địch euro nhưng mà vẫn vắng mặt ở world cup là chuyện rất là bình thường mà chúng ta thấy Uh, Chiarini có lên phát biểu là đây không phải là một uh, một Italia quá là ngạo mạn đấy và cũng các bạn cũng đừng có nói là chúng tôi chủ quan. Đấy, chẳng qua là trong một ngày xấu trời nào đấy thi đấu không ổn, cuối cùng thua không một. Thực sự là cũng rất là khó. Bóng đá càng ngày nó càng nghiệt ngã như vậy đấy. <laughs> Bắc Macedonia các bạn biết không là cái đất nước đó cái số lượng uh, dân số của họ rất là thấp chỉ có 2 triệu người thôi. Đấy, nhưng mà họ có thể là là một gác tí hon trên bản đồ nhưng họ không phải là một gã tí hon trên bản đồ bóng đá và cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội bóng này cũng đã từng thi đấu ở Syria đấy các bạn thấy không tức là họ sang Syria và họ cuối cùng họ quay lại họ đánh bại Italia thì đấy cũng có thể là một một cái bài học cho Việt Nam nếu chúng ta đúng chúng ta là một nền bóng đá nhỏ nhưng mà chúng ta phát triển đúng thì đó vẫn sẽ có những cái sự phát triển và biết đâu đấy nhưng Quang Hải, những Hoàng Đức có thể sang Nhật Bản thi đấu Và một ngày đẹp trời nào đấy Việt Nam có thể đánh bại được Nhật Bản Tất nhiên là đấy là một cái Một cái tương lai rất là xa Nhưng mà cá nhân mình cho rằng là Chúng ta cũng phải rút ra Rất là nhiều những điều Nó thuộc về cái xu thế của bóng đá thế giới Và đấy Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn như vậy thôi Tuyến Đỗ, Cao Ba Long mua ở đâu vậy anh Đấy mình đang chia sẻ với các bạn đây Cao Ba Long uh, rất là đơn giản đây là sản phẩm cao Ba long nó sẽ kéo dài tuổi thanh xuân cho các bạn với những người bị à, yếu sinh lý thì đây nó sẽ là một giải pháp rất tuyệt vời à, các bạn chỉ cần dùng 2 tuần hoặc các bạn dùng một lạng này thôi thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có sự khác biệt ngay thứ hai nữa là nó tốt cho những người già bị suy suy thoái về cơ xương khớp có vấn đề liên quan đến cơ xương thay đổi thời tiết là bị đau nhức toàn thân đau lưng mỏi gối tê bì tay chân thì cái này nó đặc trị luôn các chị em phụ nữ của chúng ta mà có vấn đề liên quan đến uh, nội tiết, chúng ta sử dụng cái này rất là chuẩn. Những người bị áp lực, những người mà vất vả và không đều ấy thì chúng ta sử dụng cái này. Nó sẽ kích hoạt lại cho chị em chế độ của một cái đồng hồ rất chuẩn xác và đều đặn. Với các em nhỏ bị còi xương, chậm lớn, biếng ăn, suy dinh dưỡng hay khóc nhà thì cái này nó là số 1. Nếu cao Ban long là sản phẩm mà giúp cho các bạn kéo dài tuổi thanh xuân thì đông trùng hạ thảo lại là sản phẩm là sản phẩm mà giúp các bạn kéo dài tuổi thọ vì nó tốt rất là tốt cho sức khỏe nó tốt cho những người mới ốm dậy tốt cho những người bị bệnh nan y tốt cho những người cần chế độ đặc biệt về sức khỏe và tốt cho những người hiện nay đang bị suy kiệt về thể lực à, nó tốt cho những người bị ung thư nếu mà những người bị ung thư thì thường phải hóa trị xạ trị thì cái này nó sẽ đào thải toàn bộ hóa chất còn lại trong cơ thể và nó tái tạo những tế bào tốt giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn Thứ hai là nó tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Nó sẽ cung cấp thêm dưỡng chất cho chúng ta, bởi vì là những người tiểu đường là ăn uống sẽ rất là kiêng khem. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là nó ổn định đường huyết, chống cái tình trạng là bị biến chứng của tiểu đường. Mà các bạn biết rồi, để biến chứng của tiểu đường thì nó có thể đe dọa đến tính mạng. Cục dược phẩm Liên bang Mỹ đưa ra kết luận là cái này, đông trùng hạ thảo sẽ giúp các bạn phòng và chống Covid vì nó tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường kháng thể để chúng ta chống chọi một con Covid Nếu chẳng may các bạn bị nhiễm Covid rồi Anh chàng này sẽ xóa bỏ toàn bộ những dấu vết mà Covid để lại trong cơ thể của các bạn Đặc biệt là trong hệ hô hấp và đặc biệt là phổi Số điện thoại mình để ở trên logo 02477778877 Và website là shop vn Đây, một sản phẩm kéo dài tuổi thọ cho các bạn Và một sản phẩm kéo dài tuổi thanh xuân cho các bạn Số điện thoại mình để ở trên logo nha các bạn nhé 02477778877 website là đông là shop vn cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ sẽ chia sẻ thêm với các bạn có câu hỏi gì không? đã yếu không đá được gọi lên tuyển làm gì? Bạn Toán Mai Tuấn Anh không có đường truyền nào sắc va chạm cái thì ngã Văn Thanh thì kém phong độ. À, mình đồng ý với bạn là hiện nay các rất nhiều các cầu thủ của chúng ta đang bị giảm suy giảm phong độ nhưng bây giờ chọn ai? Bây giờ chọn ai bây giờ các bạn chia sẻ với mình đi thực ra là có những cầu thủ hiện nay ở câu lạc bộ họ đang có phong độ tốt nhưng mà chưa chắc khi lắp vào cái guồng máy của đội nó đã lại tốt đâu ví dụ như là trường hợp của mình đồng ý là như trường hợp của smith đấy là một trường hợp đáng tiếc không phải vì bạn ấy chơi không tốt không phải vì bạn ấy hòa nhập không tốt mà huấn luyện viên park hang seo thì muốn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho sea games bởi vì nói gì nói sea games chúng ta chỉ còn tháng rưỡi nữa là đến sea games rồi đúng không Bạn Đức Thuận Nếu phân tích nhiều thì anh nên làm vlog Còn nếu làm trực tiếp thì anh nên giao lưu với khán giả thì hay hơn Quá nhiều người hỏi mà không được giải đáp Mình thì mình muốn cả hai Thứ nhất là mình chia sẻ với các bạn những cái thông tin Chia sẻ với các bạn những cái phân tích Còn cái chương trình mà các bạn muốn hỏi thì mình cũng vẫn trả lời Mỗi một chương trình thì mình dành đến tận 20 thậm chí là 30 phút để trả lời cơ mà Và mình còn mỗi một tuần mình còn mở ra thêm hai chương trình nữa đó là bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp thì mình nghĩ là như thế là tương đối đầy đủ rồi bạn Đức Thuận nhá Còn nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra đây bây giờ mình sẽ trả lời đây mình sẽ trả lời từ bây giờ cho đến 12 rưỡi Ok Tấn Tài và Quế Ngọc Hải hôm qua chơi dưới sức Thực sự là ngày hôm qua không có cầu thủ Việt Nam nào chơi đúng sức mình cả Hôm qua chúng ta có hai điểm nhấn đó là Quang Hải và Hùng Dũng Và sau đó chúng ta có thêm Công Phượng và Văn Toàn Chứ còn thực ra là khó Bạn Bích Trâm Lê có nói là Minh Hải thích đọc cái viết sắt hơn là nói Bạn Bích Trâm không biết là có xem chương trình của mình hay không Mình không bao giờ viết Hoàn toàn không bao giờ viết luôn Chỉ có ví dụ như là những cái lời phát biểu của các huấn luyện viên thôi Chứ còn mình đây, mình hoàn toàn tay trắng vào đây để nói chuyện với các bạn Hoàn toàn không có đọc một cái gì cả Bạn Bích Trâm Lê nhá Không hiểu sao Bích Trâm Lê lại đưa ra cái Nhận xét như vậy Hưng phạm chú Hải ơi Cháu biết Việt Nam đang đi đúng hướng Nhưng bây giờ giải quốc nội Đầu tư vẫn lồi lõm Như này thì World Cup 2026 Coi như bỏ xó Chú kể về kế hoạch đường đến World Cup Mà VFF đặt ra đi ạ à, VFF đặt ra rất là nhiều Cái kế hoạch và mình đã thấy rất là nhiều kế hoạch thành công rồi Ví dụ như là Phút San, ví dụ như là bóng đá nữ Đấy, chúng ta đều thấy Năm 2017 thì uh, uh, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn Hiện nay đang là quyền chủ tịch của VFF Đã viết lên cái kế hoạch Đưa bóng đá nữ đến với World Cup Và cuối cùng chúng ta đã thành công Đấy, và chúng ta thì cũng biết được là World Cup 2026 sẽ nâng Số lượng đội bóng tham dự lên 48 Và châu Á của chúng ta Thì đang có 4 đội, thì bây giờ cộng thêm 4 đội nữa là thành 8 rất nhiều các quốc gia châu Á cũng nhăm nhe vào cái vị trí uh, 8 đội mạnh nhất châu Á, Việt Nam chúng ta cũng thế và chúng ta cũng đã bắt đầu uh, thuê những huấn luyện viên cũng đã bắt đầu hợp tác quốc tế ký những cái bản hợp đồng hợp tác để làm sao đấy đưa các cầu thủ chúng ta ra nước ngoài tập huấn tất cả mọi thứ nhưng mà với cái tương quan lực lượng như thế này mình nói thật luôn với các bạn là không có cửa bởi vì Oman là đội bóng bị lọi Oman cũng còn không có cửa bén mảng đến World Cup Thì chúng ta thấy là chúng ta đá ở trên sân vẫn thua Và đây là trước một Oman đã được trẻ hóa một cách ồ ạt rồi Mà chúng ta còn không thể hiện được Thì mình rất là lo Tất nhiên là có rất nhiều yếu tố Vì Covid, vì chấn thương, rất nhiều thứ Nhưng mà chúng ta đang không nhìn thấy đội ngũ kế cận Sau 4 năm nữa thì ai sẽ là người thay thế Thực sự là rất là khó khăn sau 4 năm nữa thì một loạt những cầu thủ của chúng ta sẽ bước vào tuổi 30 Ví dụ như là Quế Ngọc Hải Ví dụ như là trường hợp của Hùng Dũng thì khả năng là 4 năm nữa Mình cũng không dám chắc là liệu các bạn ấy còn có thể đứng trong đội tuyển quốc gia nữa hay không Đấy rồi một loạt các cầu thủ của chúng ta nữa Bây giờ hiện nay đang có khó khăn Thì vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ chúng ta sẽ có đội ngũ kế cận như thế nào Chúng ta sẽ cấy những cầu thủ nào vào Và những cầu thủ trẻ của chúng ta hiện nay đã không có được những cái nền tảng đủ tốt lại còn dính Covid nữa Và Covid thì đương nhiên là để tập huấn, để thi đấu tất cả mọi thứ ở nước ngoài nó sẽ rất là khó khăn Nó không hề đơn giản Và một cái thông tin không vui nữa là một trung vệ được huấn viên Park Hang Seo đặt nhiều niềm tin, đặt nhiều kỳ vọng Đó là trung vệ Liêu Quang Vinh đã bị đứt dây chằng Và khả năng là bạn ấy sẽ mất năm 2022 này Đấy cũng là một điều rất là đáng tiếc đúng không? Thì Bóng đá Việt Nam mình cũng nói với các bạn rồi Xuất phát điểm của chúng ta thấp Đấy, sự đầu tư của chúng ta nó cũng chỉ ở mức độ thôi Và chúng ta cứ so sánh mà xem Một cái đội bóng Oman được trẻ hóa như thế Một đội bóng Oman không có cơ hội đến World Cup mà chúng ta còn thua Tất nhiên là có thể là chúng ta thua bàn thắng Chỉ một bàn thôi nhưng mà nhìn thế trận mà xem Thì chúng ta sẽ yếu hơn rất là nhiều đó là cái chia sẻ của mình như vậy thôi, còn lại thì để phát triển bóng đá nó không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Nó phải là một quá trình, nó phải là một khoảng thời gian rất là lớn. À, chúng ta thì đang bị hững và mình dự báo với các bạn là chúng ta sẽ mất khoảng tầm từ từ 6 đến 8 năm. Bình thường cái chu kỳ thành công của Việt Nam là 10 năm. Đấy, 1998, 2008, 2018 chúng ta nhìn thấy cũng rất là rõ rồi. Thì cứ 10 năm chúng ta mới lại ra một được một cái lứa mới. Tốt Thế bây giờ chúng ta đang nhìn thế này thì không lẽ là chúng ta phải đợi đến năm 2028 hay sao? Nếu mà đợi đến năm 2028 thì đương nhiên là 2026 là chúng ta mất rồi. Thật sự là bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nếu như các câu lạc bộ không có một kế hoạch đủ tốt và nếu không có một kế hoạch nhanh và khẩn trương, mình nghĩ là sẽ muộn mất. đấy ở trời âu chúng ta nhìn thấy rất là kinh và bản thân ronaldo cũng nói luôn nếu như bồ đào nha mà không vượt qua được vòng playoff thì bạn đấy cũng rất sẵn sàng là từ giã ngô áo của đội tuyển thực sự là ngay cả những ngôi sao lớn nhất bây giờ người ta cũng đã sẵn sàng cho việc đó rồi bởi vì bóng đá nó là một môn thể thao tập thể nó là một cái sự tổng hòa của rất nhiều yếu tố tạo thành một nền bóng đá chứ nó không chỉ chúng ta trách văn thanh đúng bốn pha tạt bóng mà không quả nào chính xác chúng ta có thể trách tuấn anh thể lực yếu ok nhưng mà đấy nó cũng là một vấn đề nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta đang ở đâu có thể là người hâm mộ vẫn có thể mắng mỏ chửi rủa được không có vấn đề gì cả các bạn nói xong thì nó cũng xong nhưng mà vấn đề của nền bóng đá này thì nó vẫn còn tồn tại đúng không các bạn chửi xong rồi các bạn nguôi giận thì nó cũng xong thôi nó qua đi thôi nhưng mà những người làm bóng đá thì người ta phải nhìn ra một cách rõ ràng hơn và nếu họ không giải quyết được những cái vấn đề mà các bạn đang mắng mỏ đang chỉ trích ấy thì bóng đá Việt Nam sẽ không ngóc đầu lên được cái đấy là chắc chắn đó là chia sẻ của mình như vậy đội của chúng ta đợt này là đi 21 người sang bên Nhật Bản có thêm Đặng Văn Lâm nữa là 22 như vậy là vẫn thiếu một người đấy, chúng ta thấy khó khăn lắm các cầu thủ Covid rồi chấn thương mình thống kê kể cả treo giò nữa là lên đến gần hai chục người mất hai chục người thì còn nói gì nữa đúng không đó thì uh, chia sẻ với các bạn như vậy Còn uh, các bạn cũng hỏi khá nhiều về quần áo Thì uh, mình xin phép chia sẻ với các bạn một chút về uh, quần áo nhé Đây là cái uh, bộ quần áo Teddy Bear Đây là Teddy Bear này Đây là cái uh, áo dọc kẻ ngang này Đấy Nó giá là 129.000 Các bạn nhìn vào đây nhé Nếu không các bạn chụp ảnh ở đây Các bạn uh, vào này Uh, VINCENTO.VN số điện thoại là 0967146889 Và cái uh, QR code các bạn có thể lấy camera Lấy PC COVID hoặc Zalo các bạn quét cái này Thì nó sẽ ra một gian hàng trên Shopee Chất liệu vải bằng cốt tông Độ thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt Phù hợp cho cái, cái uh, chúng ta đi làm việc, đi chơi Và nó cực kỳ là lịch sự Đây là chiếc áo uh, trơn Zapat Nó có rất là nhiều màu các bạn nhé Giá 109.000 website hotline và QR code chất liệu 100% cô tông giữ form màu thì cực bền hạn chế tối đa mùi và thấm nước rất là tốt vì nó rất là đơn giản là nó làm bằng vải thơm làm bằng vải thơm và nó thấm hút cũng rất là ổn mà giá lại cực kỳ rẻ toàn 109.000 với 129.000 các bạn nhìn thấy đường link mình để ở đó và số điện thoại mình cũng để ở logo cảm ơn các bạn rất là nhiều Tiếp tục nào, bạn đạt Lê Thanh đừng spam nữa, bạn spam là mình block bạn luôn đấy. Nãy giờ anh có đọc comment đâu mà spam spam dữ vậy, các bạn spam nói chung là rất là kém. Quân Hoàng Gia Lai còn cơ hội xuất ngoại không ạ? À? Mong chú trả lời ạ. À. Bạn Nông Thị Thiên Trang có chứ sao không có? Hết năm nay các cầu thủ của Gia Lai sẽ hết hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản và mình hy vọng là sẽ có một vài những cầu thủ sẽ ra nước ngoài thi đấu. Các bạn ai chưa like nhớ like cho mình nhé. ai chưa đăng ký các bạn đăng ký giúp mình đi, cảm ơn các bạn. Cứ cho cầu thủ chấn thương làm đội trưởng, đội phó thì có khi thành siêu sao, trận hôm qua không có thủ lĩnh, bạn bùm bùm. À, không, ngày hôm qua thủ lĩnh vẫn có chứ. Người dẫn dắt lối chơi thì vẫn là Quang Hải. Ấy. Còn thủ lĩnh của chúng ta vẫn là Hùng Dũng. Hai cầu thủ đấy vẫn được chấm điểm cao nhất là trên 7 là màn trình diễn tuyệt vời rồi. Đúng không? Phạm Văn Quyết đang spam và chú không trả lời Phạm Văn Quyết nhé. Trình độ cầu thủ Việt Nam thua Oman, leo biên cỡ nào cũng bị bắt bài. Văn Thanh là chuyên gia leo biên hay hiện tại của Việt Nam rồi. Bạn khám phá núi sông chuẩn luôn. Mình đồng ý với quan điểm của bạn khám phá núi, sông, nước và biển. Mình công nhận là chúng ta chia sẻ như vậy là đúng. Anh nghĩ trận với Nhật Bản thầy Park có cho Smith và có cơ hội không? cái này thì mình không biết vì cái quan điểm của thầy thầy cũng không chia sẻ nhưng mà theo những thông tin mình biết được là huấn viên Sơ có bàn bạc với các uh, trợ lý của mình là ưu tiên cho những cổ thủ đá xi game đoài thị phùng con người và trình ta chỉ đến vậy nên gặp nhiều khó khăn khi gặp những đội mạnh ta chiến đấu như vậy là cũng hay dần dần sẽ tiến lên đoài thị phùng đúng rồi Em thì quan điểm cá nhân của em rõ ràng luôn Một là nền bóng đá chúng ta thấp Đây là những cầu thủ tinh túy nhất của bóng đá Việt Nam rồi Mà thi đấu không tốt thì những người khác vào cũng không thể tốt được đâu Mình nói khẳng định với các bạn như thế Vì trong bóng đá nó cần sự nhuần nhuyễn Chứ nó không cần Không phải là các cầu thủ cứ lắp vào và phát là đá, đá được ngay đâu Nó phải ăn ý đúng không Hôm qua thật sự là rất là đáng tiếc Trong cái tình huống mà công phượng Quang Hải truyền quả bóng rất hay Hồ Tấn Tài đệm sang mà quả đấy công phượng mà dướn kịp thêm một nhịp nữa thì chúng ta có bàn thắng siêu phẩm chúng ta cũng tiếc quả đá phạt của Quang Hải chúng ta cũng tiếc quả đá phạt của công phượng nhưng mà như thế chúng ta cũng thấy là chúng ta sẽ chơi bằng tình huống nhiều hơn chúng ta có sự lóe sáng của các cá nhân nhiều hơn là một lối chơi tập thể Nguyễn Hồng Ngọc Thủy Tiên mọi người có những câu hỏi và bình luận thật hài hước mình cũng không biết Dương Trần bộ ba tăm nước giá bao nhiêu Lát nữa mình chia sẻ nhé Hoặc các bạn có thể gọi điện đến cho mình Là răng sạch.vn Số điện thoại là 0967 689 633 Mình để ở trên logo các bạn nhé Nói chung là Việt Nam chỉ đến thế thôi Chúng ta đang cố gắng cải thiện dần dần Cho nên là các bạn nên, nên hết sức bình tĩnh Không có cái gì cả Vì các bạn muốn nhanh trả nhanh được bây giờ đá với oman mà chúng ta đã như thế rồi thì bây giờ chúng ta đá với nhật bản chúng ta đá với hàn quốc thậm chí là chúng ta đá với những đội bóng của châu âu thì sao chịu nổi đúng không thế mình mới nói là các bạn thấy ông oman ngày hôm qua các cầu thủ oman ra sân không có một ai thi đấu ở nước ngoài cả thì các bạn phải tưởng tượng là nó như thế nào và việt nam của chúng ta những cầu thủ ra nước ngoài cũng nên biết mình mình nghĩ là sẽ phải lựa chọn một cái điểm đến nó phù hợp Anh nói về cầu thủ Amit của SHB Đà Nẵng đi ạ à. Amit thì uh, thôi để không khác nhé Amit thì mình làm một cái chương trình về bạn đấy từ khi bạn ấy đá giải U17 cơ Minh Đặng ơi đừng có nặng nề thế Anh em cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức rồi chỉ trích người ta làm cái gì các cầu thủ việt nam của chúng ta mình nghĩ là nếu như trong dịp mà mình có quyền thì mình sẽ đề xuất cho đội tuyển việt nam của chúng ta có một bác sĩ tâm lý mình nghĩ là như thế cần có một bác sĩ tâm lý thì sẽ tốt hơn bạn nông thị thiên trang anh nghĩ tuấn anh nếu có cơ hội xuất ngoại thì thể lực có phù hợp không mình nghĩ là tuấn anh thôi đá trong nước thôi thể lực của tuấn anh này mà ra nước ngoài thì mình sợ là sẽ ảnh hưởng lớn đấy Bạn Nhân Triệu Văn hôm qua như thế là ok rồi Đã đến lúc chuyển sang sơ đồ 4231 Mình nghĩ là cũng ok Mình nghĩ là 4231 cũng rất là hợp lý Đấy mỗi một người có một quan điểm Nói thật là bóng đá Việt Nam của chúng ta Chúng ta nhìn ra nhiều vấn đề lắm Nhưng mà để giải quyết nó thì không hề đơn giản một tí nào Cực kỳ khó luôn các cầu thủ của chúng ta bây giờ rất cần một bác sĩ tâm lý à, các cầu thủ của chúng ta bây giờ cần có một sự đầu tư nhiều hơn nói chung là bóng đá việt nam phải giải quyết bằng hệ thống thì mới lên được chứ còn cứ như này mình nói thẳng luôn là không ăn thua chúng ta ghi nhận các cầu thủ đã cố gắng hết sức chúng ta yêu các cầu thủ chúng ta ủng hộ nhưng mà để đặt mục tiêu cao hơn thì mình nghĩ là chưa nên vào thời điểm này Đấy các bạn thấy không khi mà Phan Văn Đức đá ở trên đội tuyển thì các bạn cứ chỉ trích nhưng ngày hôm qua các bạn nhìn thấy không Không có Phan Văn Đức chúng ta thực sự là rất là khó chơi Đó mình chia sẻ với các bạn về cái giải pháp giúp răng miệng Mấy hôm vừa rồi mình có chia sẻ với các bạn đấy 90% người dân Việt Nam đánh răng sai cách Đấy, rồi Đến 50% người Việt Nam của chúng ta là chưa bao giờ đi khám nha sĩ. Và chúng ta đánh răng thì đến gần gần 100% người dân Việt Nam chúng ta đánh răng sai cách. Thì nói thật luôn là thế thì không thể chăm sóc sách răng miệng tốt được. Và đấy nó chính là một cái số liệu thống kê khiến chúng ta phải lo sợ. Đây, chúng ta đánh răng mà không làm tổn thương đến lợi thì chúng ta phải đánh răng bằng bàn chải điện. Người Mỹ người ta dùng 62 năm rồi. Việt Nam của chúng ta bây giờ dùng thì vẫn còn chưa muộn. Đấy, chúng ta sau họ đến tận một nửa thế kỷ Đây là tăm nước cá nhân Để các bạn mang đi công tác Để các bạn mang đến cơ quan Nó chỉ to bằng một chai nước thôi Các bạn ăn xong các bạn mở chai nước này ra Các bạn đổ nước vào đây Đóng lại Bởi vì ở đây nó còn có một cái đầu bàn chải Các bạn hoàn toàn có thể trà vào kẽ răng Nó không làm hại đến cái lợi của chúng ta Nhưng mà nó vẫn làm sạch tất cả những mảng bám Một đường nước cực kỳ chuẩn Nó sẽ đi vào tất cả những cái khe răng của các bạn cuốn trôi tất cả các mảng bám, rửa sạch tất cả những cái thức ăn thừa. Đấy, còn đây là bàn chải, à đây là tăm nước gia đình. Nó có 30 cấp độ dành cho 30 loại răng khác nhau, từ các bạn nhỏ mới nhú răng sữa cho đến răng implant, răng sứ cho đến những răng của người già. Đấy thì nó rất là tuyệt vời. Các bạn nên mua để sử dụng cho răng miệng, bởi vì nếu các bạn mà đánh răng làm tổn thương đến lợi là bị viêm lợi. Bị viêm lợi tức là gì? Là nó sẽ có vi khuẩn ở trong đó. Nó sẽ làm lây lan sang khu vực khác. Viêm chân răng cũng là như thế Và chúng ta biết rồi Cái mùi hôi do vi khuẩn chết ấy, Cái xác vi khuẩn ấy, Nó hôi mà nó hôi tanh Rất là kinh Hơi thở thì hôi đấy, Răng thì nó không chắc khỏe Có thể đến khi đấy Người ta nói đấy à, Thống kê người Việt Nam là trên 50 tuổi Là trung bình là mất từ 4 đến 6 răng thì Rất là nguy hiểm Đó Số điện thoại à, của các bạn À để các bạn sử dụng là 0967 689 633 Răng sạch.vn Bạn à, gù Messi Có nói là răng anh có đẹp đâu Mình không có nói đến chuyện răng đẹp Răng đẹp thì các bạn phải đi niềng răng Răng đẹp thì các bạn phải đi làm Nhưng ở đây mình nói về răng khỏe Bạn gù Messi nhé Răng khỏe nó quan trọng hơn Răng của mình thì về men răng nó không sạch Rồi răng của mình nó không đều Mình biết là như thế cho nên mình phải đi niềng răng Cái thứ hai nữa là răng của mình là rất là chắc Đấy các bạn thấy không răng rất là chắc là bởi vì mình đã có cái cách bảo dưỡng rất là chuẩn đánh răng chuẩn Đấy, số điện thoại và website mình để ở trên logo và khi các bạn mua sản phẩm các bạn nhớ là đọc thêm Vlog Minh Hải để được giảm 8,8 phần trăm Nói chung là rất là nhiều những câu chuyện hay mà mình muốn chia sẻ với các bạn Thì các bạn cũng biết là chúng ta sẽ chia ra hai phần hai phần rất là quan trọng à, ngày hôm nay thì có một cái thông tin buồn nữa là chuyên gia hay còn chính xác hơn là bác sĩ Kim Kang Ye của đội Hà Nội đã chia tay nhau đây mình cũng uh, xin được thông báo cho các bạn một cái thông tin nữa nó cũng khá là buồn đây chuyên gia y tế Kim Kang Ye đã chia tay câu lạc bộ Hà Nội đây cũng sẽ là một điều rất là khó khăn cho đoàn văn hậu đây đoàn văn hậu đang theo một cái phác đồ điều trị này à, các bạn thấy là câu lạc bộ hà nội bất ổn không họ thay huấn viên park hà nội sau đó là bây giờ một loạt những người chủ chốt chia tay nhau nói chung là nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều sau 6 tháng làm việc ở câu lạc bộ hà nội thì trưởng bộ phận y tế kim gang ye đã để lại dấu ấn cho cái việc chăm sóc cho Đoàn Văn Hậu rồi chăm sóc cho Hùng Dũng. Thì cuối cùng ông đã chia tay. À, chỉ biết là vì lý do cá nhân thôi. Thực ra thì à, họ đã chia tay nhau từ cách đây à, hai hôm rồi. Đó là hôm 23 23 tháng 3 thì đã chia tay nhau rồi. chia sẻ với các bạn như vậy à, thế thôi còn lại thì câu chuyện về câu bộ hà nội mình sẽ đào sâu hơn và sẽ gửi đến các bạn trong một chương trình gần nhất cảm ơn các bạn rất là nhiều bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.